nghe ông Phương nó lạnh lắm, ông điên quá. Đi ra đường á, nó giỏi nhiều thằng á. Anh nói rồi, lo tơ mơ anh ẹp giùm cái gì đâu mà anh sợ. Mình gắng giữ vợ, anh vừa đẹp mà vừa giỏi. Ok, đoàn mình đi trở về đi nhá. Ủa, có phải đi cùng đoàn bộ lao anh? Ủa, anh tại vừa coi dấu thằng Tâm đèo vậy? Tại có nhiều lần con cũng có text message chú Kiệt á. Bên anh Kiệt chung bên message. Nhưng mà cũng mùa sức việc lâu rồi, nói có dịp nào để gặp được chú Kiệt. Hâm hộ á, anh đục. Dạ, hâm là phải mộ. Tại vì con tin vào cái... Ngày xưa á, con có từng nghe một vị... sư có giảng, nhất là bên đạo Phật, con bên đạo khất sĩ thì mới giảng là nói ước gì rồi một ngày nào trên thế giới này có một cái đạo nào đó ra đời để thống nhất các cái đạo lại, để cái sự mà đúng sai khác nhau khỏi xây cái mâu thuẫn trong đạo. Thì con nói trong lòng con nói ước gì có một cái ngày nào có cái đạo đó. Cái từ những năm như đây, từ khi đạo mà Thiên Tâm ra đời, con nói, khi mà chú Kiệt nói thì thống nhất giữa cô đạo bên Thiên Chúa với bên đạo Phật, nói ủa có lý, cái này mình đã từng nghe một vị sư kia giảng rồi, hôm nay nghe chú Kiệt nói. Đó là lý do bắt đầu từ đó con mới hâm mộ chú Kiệt, nên cái lần con cũng có thấy cái chú Kiệt đó, không có dịp nào con qua Cali con sẽ lên Thiên Long Sơn để gặp chú Kiệt. Bây giờ em muốn làm đệ tử là em đi xin thôi, đừng có hỏi nhiều và nói nhiều. Dạ không, ôi chết cha, đang là lái qua đây mất công. Đâu có, offline là một cái chương trình về dẫn dắt về kinh tế chứ không phải là đạo anh. Ông kia ông gác làm đi, 20 triệu đệ tử của anh sẽ theo vua lại hết. Cái này em nói là... Mà trong đệ tử của anh toàn là bộ trưởng và đảng viên không nghe. Anh nói thiệt á, bên Việt Nam á. Đeo cái dấu này mấy ông Việt Nam bự đeo quá trời luôn á. Nên em nói là cái duyên á, rồi xong cái gặp qua đợt này gặp duyên là... Chẳng phải người thường đeo đâu. Chị Phương nói là hôm nay chú Kiệt qua nên... Tính là con tính về tối hôm qua chạy về lại Dallas rồi, nhưng mà tôi phải dành chút thời gian để gặp chú Kiệt. Để đó là cái mà con làm đệ tử hả? Đúng rồi. Không, con chỉ... Đó nghĩa là con chỉ hâm mộ chú Kiệt thôi. Ok, còn con, để không, mình dạ. Giải thích. Thiên Tâm á, nó có hai cửa. Cửa Tây và cửa Đông. Cửa Tây là Thiên Tâm mấy đứa đệ tử này, phụ nữ rồi không? Tu thành tiên. Cửa Tây là những người không hề biết tu hành, vẫn bình thường phải không? Nhưng mà có lòng yêu nước, vô Thiên Việt. Tại vì trên mới vừa ra lệnh có một cái đảng gọi là đảng Thiên Việt để làm một cái shadow go mình. Khi mà cơ trời đi đúng là cái này về nắm chính quyền quốc gia, thì thấy anh cũng thấy được chân thưởng. Dạ, cha sẽ cho. Dạ. Thì muốn vậy thì đón trên online nó có những cái đơn để điền để gia nhập đảng Thiên Việt. Đảng này đảng của Thượng Đế, chứ không phải là Thiên Tâm là gõ mỏ đọc kinh, còn kia là cầm kiếm. Em tính này là chưa tu đâu, để tới 70 hết tu. Cho nên có mấy ông này vô Thiên Việt được, từ cửa Đông. Không cần biết về Thiên Tâm, không cần biết về dấu hiệu, chỉ cần biết có tinh thần chánh nghĩa yêu nước để mà làm mối gì cường thịnh, đó là Thiên Việt. Dạ. Thì thấy anh cũng có tương lai Thiên Việt. Dạ. Con cảm ơn chú Kiệt. Nhưng mà cả hai đảng đều là do mình là founder. Dạ. Kiệt vẫn là sáng lập ra cái dấu hiệu này. Thiên Việt là cái dấu hiệu nó tương tự vậy. Chưa có finalize approve, nhưng mà đại khái để cho anh có cái hiểu không? Dạ. Đại khái nó giống gì nè? Thiên Việt. Thiên Việt sau này thống lãnh thế giới. Và đảng viên cũng có thể gia nhập Thiên Việt. HO càng phải gia nhập khi những nhà trí thức, nhưng mà này chưa nghe, mình phải trình về. Còn Hoàng Sa chừng xa mình phải lấy lại nghe. Đó là vậy, da vàng máu đỏ phải không? Đó, chữ Việt nè, ôm trái đề cầu nó vậy đó, Thiên Việt. Nên anh đeo dấu này hay hơn dấu đó, hợp hơn. Chào đi. Okay. Đang làm cái cương lĩnh. Đấy, có cương lĩnh sẽ bỏ anh mạng. Thì ai gia nhập á thì sẽ gia nhập. Anh uống gì? Thiên Việt. Thần tiên uống nước. Tại vì lớn tuổi như phụ nữ lớn tuổi á. Dạ. Vô Thiên Tâm được như bác này chắc về trời vô Thiên Tâm. Chúc sức khỏe anh chị. Anh sẽ qua bên Thiên Long Sơn. Dạ, cô đi ngõ này nè cô. Dạ. Chiều nay anh vẫn ở trong nhà hả? Chiều em rảnh chạy vô.
Ừ, chơi nói chuyện nhiều. Dạ. Đó là tối hôm qua em cũng qua nhưng mà nói thiệt nha.